Hi, Missy xin chào các bạn. Tiếp tục với phần nhận diện cách phát âm của từ, hôm nay mình sẽ học cách đọc cụm phụ âm GL nha các bạn ha. GL. Thường thì các bạn Việt Nam của mình, bởi vì mình không có cái này nên không có cái cụm này nên cho nên mình cứ đọc tắt là global, glass, club, glue, ugly kiểu như vậy. Không phải đâu các bạn nhé. Cụm phụ âm trong tiếng Anh mình sẽ đọc liền ha. Nên mình nhớ cách của mình đó. Phiên âm của nó vẫn như thế các bạn nhé. Mình sẽ đọc cái phụ âm gần nhất với nguyên âm, ghép lại. Rồi sau đó phụ âm trước mình sẽ đọc trong tư thế chuẩn bị thôi ha. Nhẹ ha. Đó. Global. Global ha. G. Global, gl, global, global có nghĩa là thuộc về toàn cầu nha các bạn ha. Ví dụ a global company, công ty toàn cầu ha, a global company. Rồi glass, gl ha, glass, glass, and then glass, glass. Anh sẽ là a ha, glass. Còn anh Mỹ sẽ là bẹt ha, glass, glass. Nhưng mà cái nào nghe cũng giống giống ha. Glass ha, glass có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là thủy tinh ha. Rồi cái này sẽ là gì? Loves, vs ha, vs, loves giống như tình yêu đó các bạn, thêm z vô thôi, loves. Rồi chữ g đằng trước là g, gloves, gloves có nghĩa là bao tay, găng tay nha các bạn ha, hay là tất tay gì đó, gloves. Rồi cái này nè, lu u dài ha, lu, g. Glue, glue, glue có nghĩa là gì, băng keo, hồ dính gì đó các bạn. Rồi cái này nè, li, g, gli, gli. Cái này sẽ là chữ viên ngược nhé. Ugly, ugly, ugly có nghĩa là xấu hay xấu xí, trái ngược với từ beautiful đó các bạn ha. Lại nhé, global, global, glass, glass, gloves, gloves. Các bạn nhớ vào cái chữ g g đằng trước nhé, giật giật, cảm giác giật giật dưới cổ. Rồi tiếp nè, glue, glue, ugly, ugly. Rồi phiên âm quốc tế các bạn nhìn thấy ha, đây là gì đây, gl, u là o nhé, global, global, g, glass, glass. Rồi cái này sẽ là gì đây, gloves ha, gloves, gloves. Cái này sẽ là gì đây? Glue, glue. Và cái này sẽ là ugly, ugly. Okay, that's all. Goodbye.